cả nắm nữa đây này. Thế mình bấm hết một đợt này đi. Trồng. Cho thành một luống rau muống chỗ này. Đấy, đấy, thế là được một nắm rau muống rồi. Là mình trồng cả đám đây. Để đây. Mình hái thêm được ít nữa này. Cái cọng nào mà nó dài như này ạ thì mình ngắt đôi nó ra. Đấy, mình trồng cho nó được nhiều. Cắt đôi hết này ra. Cái nào dài ta vặt hết ra. Cứ bỏ thẻ rạch hết rồi. Mình đặt thành từng hàng này. Đó, xong bây giờ mình lấp đất vào. Thế là trồng xong cái đám rau muống con rồi các bạn ơi. Tháng sớm hôm nay là ngày thứ hai mình trồng cái đám rau muống hôm qua. Bây giờ mình sẽ tưới rau các bạn nhé. Tưới xong rồi che cho nó không rau muống này thôi. Đấy, luống rau muống hôm qua trồng cái này các bạn này. Bây giờ sẽ tưới nhé. Xong tí mình ra mình che cho nó. Cái này cái thứ hai sáng dậy nó ngóc lên như thế này đấy các bạn. Mình lấy cái bao mình che nó vào đây. Cho nó khỏi bị nắng. Vậy thôi. Đấy, hoa chuối đây. Nó nở hết rồi. Hoa cây chuối tiêu đây. Các bạn thấy những cái nải chuối con xuất hiện rồi đây. Hôm nay là đúng 10 ngày trồng rau muống rồi các bạn. Rau muống trồng được 10 ngày rồi. Bây giờ mình ra mình ngó xem rau nó lên như nào rồi nhá. Sáng hôm nay trời mưa nên cây cỏ nó ướt đẫm nước này cả nhà. Những cây hoa giấy nó đẹp rồi này. Các bạn nhìn xem, 10 ngày đám rau muống như này rồi. Đúng từ hôm 14 tháng 8 và hôm nay là 24 tháng 8 thì đám rau muống đã như này rồi. Các bạn ngắm xem, gần được ăn rồi. Các bạn ơi, dạo này trời mưa tầm tã, không biết chỗ các bạn nào chứ chỗ mình đấy, bầu trời xám xịt ra sáng sớm. Bây giờ là tầm 6 giờ sáng mà nó bầu trời xám xịt ra như này này. Mưa to lắm, mưa suốt ngày luôn. Và bây giờ mình ra cái đám rau muống của mình trồng đã được đúng nửa tháng rồi các bạn. Hôm nay mình ra mình xem sao nhá. Ra thăm đám rau muống. Mưa nhiều quá nên không có trồng được rau gì nhiều đâu các bạn. Có đám rau cải mình trồng từ trước giờ. Rau cải mùng tơi. Đây, rau cải nó cũng đẹp lắm này. Thì cho các bạn xem đám rau muống của mình đây. Các bạn thấy không? Nửa tháng, trồng rau muống đúng nửa tháng. Hôm nay là đúng một nửa tháng là 15 ngày. Thì cái đám rau muống như này đây, 1 mét vuông rau muống được ăn rồi cả nhà, mừng quá. Trời ơi, nó non, nó mưa xuống nó non lắm các bạn, nhìn thích không? 15 ngày rồi, những cái cọng rau muống nó to chưa này các bạn này.
non không là non này. Bây giờ mình sẽ hái vào để trưa hôm nay ăn rau muống luộc nhá. Trời ơi, bấm những cái đọt rau muống mà mê luôn ấy. Hái lần lượt đi. Hai cái rãnh trên này trước. Để cho nó lên lần lượt, sau này nó lên lần lượt nó đẹp. Rau ngon lắm. Của mình ấy. Mà đúng là rau muống này này. Mình trồng nó sạch mà nó ngon. Không phải tốn tiền mua. Đấy, chỉ 1 mét vuông trồng rau muống thôi các bạn. Và mỗi một lần hái là được mấy bữa ăn đấy. Đây là mình hái lần đầu ạ. Thì nó còn ít như này chứ sau này nó nảy mầm lên ấy. Là còn nhiều lắm. Thế này mà nó để ánh nhánh ra nhiều á. Chỉ cần 2 rạch nhỏ này thôi là được một bữa thôi các bạn. Đủ cả nhà ăn rồi các bạn ơi, nhiều lắm. Rề vặt ra, luộc. Thế là mình đã có rau muống để ăn rồi. Các bạn thân mến, mình làm video này để mình chia sẻ với các bạn một cái bí quyết trồng rau muống với cái diện tích đất thì ít, mà trồng rau gì để cho dễ ăn và dễ được thu hoạch. Thì mình chỉ có trồng 1 mét vuông rau muống thôi. Trong vòng thế là bây giờ nửa tháng thôi là mình đã được thu hoạch một rổ rau muống như này rồi. Mà vẫn còn nữa các bạn. Như vậy chỉ 1 mét vuông đất mình có thể hái được mấy lần ăn. Rồi mình trồng mỗi một loại rau một ít để mà mình có những cái bữa ăn nó không bị ngán. Có đủ các loại rau ăn và đủ chất dinh dưỡng nữa. Video mình làm đến đây là hết. Mình xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.